Kính chào quý bà con, cô bác, anh chị em đang xem video trên kênh Cây Sim Rừng. Quý bà con, cô bác, anh chị em thân mến, đây là những cái cây sim rừng nếp. Và trong video này, chúng ta cùng nhìn ngắm vẻ đẹp của cây sim rừng nếp. Và ông bà chúng ta có một câu, đó là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Thì cây sim rừng cũng vậy, như bao dòng cây khác. Thứ nhất, nó cũng cần nước để sinh trưởng. Vốn dĩ nó là loài cây hoang dại, nhưng khi mà chúng ta đem về trong vườn nhà, trong cảnh, trong cả khu du lịch mà tưới nước thường xuyên cho nó thì cây sim rừng sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây là những cái cây sim rừng được tưới nước thường xuyên, màu lá của nó rất là đẹp, màu lá xanh đậm thẳm và tươi tắn. Và khi mà đối với những cái khu kinh tế mà trồng cây sim rừng để mà thu quả cũng như vậy, nếu như mà tưới nước thường xuyên thì sẽ cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Thì đó là một yếu tố không thể bàn cãi, đó là nhất nước, đúng không ạ? Còn nhì phân, yếu tố thứ hai này, lưu ý trong cây sim rừng nếp khác với những cái dòng cây khác. Và những cái bông hoa sim rừng to đẹp như thế này, những cái bông hoa sim rừng to đẹp như thế này là nhờ phân. Những cái bông hoa sim rừng to đẹp như thế này, tươi tắn đẹp như thế này là nhờ phân. Và đối với cái dòng cây sim rừng thì quý bà con, cô bác, anh chị lưu ý, đó là nó rất là thích phân chuồng. Nếu như có điều kiện để bón những cái dòng phân chuồng, phân hữu cơ thì cây sim sẽ sinh trưởng tốt hơn rất là nhiều và sinh trưởng bền vững ấy. Thì đây là những cái bông hoa sim rừng, những cái bông hoa sim rừng nếp sắc nét. Tuy nhiên về độ to thì đây chưa phải là những cái bông hoa to. Bởi vì sao? Đối với những cái cây này thì như cái cây này thì được trồng trong chậu và với cái được trồng trong cái bầu cây giống mà, được trồng trong bầu. Cho nên bông hoa chưa phải to. Tuy nhiên thì đối với cái bông hoa này thì quý cô bác, bà con, anh chị em ngắm ạ, nhụy rất là nhiều. Cái cánh hoa rất là sắc nét và đó chính là ưu điểm của bông hoa sim rừng nếp. Và yếu tố thứ ba mà chúng ta đang nói tới đó là cần, đúng không ạ? Nếu mà cái gì vậy, chăm sóc cây cảnh vậy, con người vậy, chúng ta chăm sóc ân cần thì nó sẽ đẹp. Còn yếu tố thứ tư mà chúng ta muốn nói đến đó là quan trọng, đó là sim tứ giống. Thì sim rừng có rất là nhiều loại và đẹp nhất vẫn là loài sim nếp. Sim rừng nếp là cái loài hoa đẹp nhất. Cái lá của nó vốn dĩ cũng đẹp hơn, nhìn rất là đẹp hơn so với những dòng sim khác. Lá có vẻ dày và nếu như mà tinh tế một chút thì những người mà họ chọn trong du lịch hay là trong cảnh quan, họ sẽ chọn sim rừng nếp bởi vì cái lá của nó có hai mặt và cái hai mặt nó khác biệt, và cái mặt trên nó xanh thẳm, cái màu rất là đậm và bông hoa rất là sắc nét, tím đậm sắc nét và nhụy nhiều. Và có một cái ưu điểm đáng nói nữa, đó là cây sim rừng nếp sau Tết Nguyên Đán, đó là từ tháng 1 âm lịch, nó bắt đầu đâm chồi và nở lọc và bắt đầu cho những cái bông nhỏ và kéo dài cho đến tháng 7, đó là tháng 7 âm lịch. Thì từ tháng 1 cho đến tháng 7 là mùa hoa và quả, thì một cái thời gian khá là dài để chúng ta ngắm hoa. Và đến tháng 7, cuối tháng 7 thì bắt đầu hết mùa quả. Thì trong cái quá trình đó, cây sim rừng sẽ nở hoa rất là nhiều đợt. Và khi mà những cái bông hoa sim rừng nở như thế này, khi kết quả thì quá trình nở hoa rất là nhiều đợt. Và khi mà quả chín ấy, thì vẫn còn bông nhụy hoa để nở. Cho nên nó là cái cây mà có vẻ là được yêu chiều trong quá trình, trong thời gian gần đây để mà trong các cái khu du lịch, bởi vì thời gian ngắm hoa ăn quả kéo dài và được lâu. Và đó là miền Bắc vào tháng 1 đến tháng 7 thì là đó là mùa hoa quả của cây sim rừng. Nhưng mà cũng là cây sim rừng, vào miền Nam thì gần như là ra hoa quả quanh năm, và đó là một yếu tố thiên nhiên ban tặng cho miền Nam. Gần như loài cây nào cũng ra hoa quả quanh năm. Đó là ưu điểm hơn so với miền Bắc, đúng không ạ? Và ngoài ra thì cây sim rừng có một cái ưu điểm nữa, đó là cái bông hoa sim rừng nếp. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là tứ giống. Thì như tôi nói, đó là cây sim rừng có nhiều loài. Và nếu như mà sim rừng nếp ấy, thì bông hoa của nó rất là thơm.
Cái bằng chứng mà tôi đang nói thơm ở đây là tôi đang quay video ngay tại vườn tôi, thì bông hoa về mùa sinh thì bông hoa thơm lắm, người ta ngửi bằng mũi chúng ta cũng thấy mùi thơm. Và đặc biệt nữa là rất là nhiều ong đến để mà lấy mật ở bông hoa sim rừng. Và trong quá trình trồng cây sim rừng, ươm trong cây sim rừng nếp, thì tôi thiết nghĩ rằng nếu những người mà trồng cây sim rừng nếp để mục đích kinh tế hay là du lịch thì nên nuôi một ít ong, bởi vì mật ong của mật mật hoa sim rừng rất là thơm ngon. Chúng ta được biết đến với mật cà phê, mật ong cà phê, thì mật ong sim rừng cũng như vậy, nó có một cái mùi đặc trưng rất là thơm ngon. Qua video này thì quý bà con, cô bác, anh chị em thấy được ưu điểm của cây sim rừng nếp và có nhu cầu trồng cây sim rừng nếp thì hãy liên hệ em ạ. Số điện thoại em để trên màn hình ạ.